Sunny nằm không lãnh đạn vì fans liên tục fake thành tích You and Me để hạ thấp Jisoo, Rose, Lisa. Sự việc trên đang khiến fandom của Blackpink dậy sóng. Các fan khác thậm chí còn đưa hình ảnh chứng minh thành tích ảo của Jennie về fans cô nàng công kích ba thành viên còn lại khiến nữ idol rơi vào thế bí. Ngày 6 tháng 10 vừa qua, Jennie đã chính thức cho ra mắt audio và MV biểu diễn đặc biệt ca khúc You and Me. Đây là bản tình ca đã sáng tác và thu âm từ 4 năm trước, lần đầu được Jennie mang ra ánh sáng trong đêm diễn Bombing đầu tiên tại Seoul và đồng hành cùng cô nàng suốt 66 concert toàn thế giới. Trước đó, You and Me cũng đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Mỹ. Jennie còn tiết lộ bản thân đang trong quá trình chuẩn bị album solo sau 5 năm kể từ MV đầu tay. Thông tin trên làm dân tình phấn khích hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh hợp đồng quản lý giữa YG và Blackpink vẫn chưa ngã ngũ. Động thái trên giúp fandom của Blackpink càng có niềm tin với việc nhóm có phần trăm tái ký với YG Entertainment cao. Tuy nhiên, Blink nhận tin vui chưa lâu thì các cộng đồng fan đã phải tá hỏa khi lần lượt các thành tích của You and Me bị bóc mẽ trên các diễn đàn mạng xã hội Hàn. Cụ thể, trên bảng xếp hạng chính xác Idol K-pop Debut Global Apple Music với thứ hạng cao nhất chính là ca khúc Seven của nam idol BTS Jungkook, khác hoàn toàn với kết quả mà các fans của Jennie đã đưa ra trước đó. Ngay sau đó, lần lượt các thứ hạng cao kế tiếp là Rose On The Ground xếp hạng 51, Lisa La Lisa xếp hạng 60, Jisoo Flower xếp hạng 63, cuối cùng là Rose Hard To Love xếp hạng thứ 74. Theo đó, có thể thấy You and Me của nữ rapper Blackpink hoàn toàn vắng bóng trên bảng xếp hạng này. Được biết, You and Me không hề lọt vào top của bảng xếp hạng Apple Music vào ngày đầu ra mắt. Đến ngày thứ hai, ca khúc cuối cùng cũng có một vị trí trên đường đua. Tuy nhiên, kết quả này là sau khi đã gộp hai version của bài. Nhiều fan nhận định rằng kết quả này sẽ được tính ở một bảng xếp hạng khác. Còn với bảng xếp hạng này được nhắc đến, kết quả trên là hoàn toàn vô lý. Điều đáng nói chính là, dù rất nhiều fanbase của Jennie nói riêng và Blackpink nói chung được chỉ ra là sai số liệu, nhưng nhất quyết không xóa tweet. Fan Jennie thậm chí còn mạnh tay chia sẻ thành tích và flex vô tội vạ ở các trang cộng đồng về thành tích ảo của nữ idol. Các tweet thu về hàng chục nghìn like để dắt mũi fandom và để các fan Jennie tiếp tục mạt sát Rose, Lisa, Lizzo. Hiện tại, fan Jennie với nhiều thành tích fake vẫn đang hung hăng tấn công các idol khác, nhưng nếu fandom khác đưa số liệu thì nhận lại bài ca, bài hát tặng fan mà cũng sân si. Bất ngờ hơn, mục đích của việc này là để fan Jennie hạ thấp các thành viên Blackpink khác là Flop, Jennie đầy đầu. Ngoài ra, mỉa mai công kích BTS và Twice bằng thành tích fake trên, các fanbase của Blackpink cũng hùa theo AK, fan độc tôn một thành viên của Jennie để thực hiện ý định đáng xấu hổ này. Được biết, trước khi ca khúc lần lượt bị bóc trên các diễn đàn mạng xã hội, theo truyền thông đưa tin, video performance theo phong cách thủy thủ mặt trăng của Jennie hiện thu về hơn 15 triệu lượt xem và giữ tốt xu hướng tại nhiều quốc gia. Ở phiên bản chính thức, Jennie cũng đã thay đổi phần lời rap và phát hành song song cùng phiên bản Coachella. Trên bảng xếp hạng Spotify toàn cầu, You and Me ra mắt ở vị trí thứ 18 cùng 4,66 triệu lượt nghe ngày đầu, lập thành tích bài hát thứ hai của nữ solo K-pop có lượt stream cao nhất vào ngày đầu tiên trong năm 2023 sau Flower của Jisoo. Tại Mỹ và Hàn, You and Me là bài hát của nữ idol K-pop có lượng stream ngày đầu cao nhất Spotify 2023, Mỹ 504.873 lượt, Hàn 51.654 lượt. Tính riêng iTunes, Jennie chiếm giữ top 1 toàn cầu và 55 quốc gia, vùng lãnh thổ. You and Me trở thành bài hát duy nhất được phát hành vào năm 2023 của nữ nghệ sĩ K-pop đạt top 1 trên iTunes toàn cầu và châu Âu. Ra mắt trong chảo lửa, đụng độ trực tiếp với các chiến thần nhạc số Gen 4 như Ivy, G-Idol và nhóm nhạc nam nhà SM, NCT, 127. You and Me không cần quảng bá vẫn lọt top 10, Melon có thời điểm chạm đến top 5. Bảng xếp hạng lúc 11 giờ Hàn sáng mùng 7 tháng 10 lần lượt 1. Park, 8. Melon, 12. Jennie, 13. Floor. Đây là những thứ hạng vô cùng ổn định với một ca khúc ra mắt chỉ để tặng fan. Không hổ danh là thành viên được fan Hàn yêu ái nhất, thành tích nội địa của Jennie cũng cực kỳ ổn định. Dù bài hát đã lan tỏa rộng khắp trong tháng 11 qua, Jennie vẫn khiến dân Hàn phát sốt với màn trở lại của mình.